hello các bạn nhé, thì mình thấy là bên hãng Oracle, Virtual toolbox người ta vừa mới ra một cái phiên bản mới, cái phiên bản 7.0 và cái phiên bản này á, mình thấy là người ta nói có à, nâng cấp thêm cái tính năng là TPM 2.0 à, để giúp cho các bạn có thể là cài được cái Windows 11 lên trên này dễ dàng, cũng như là một số tính năng khác rất là hay ho luôn. thì trong video này mình sẽ cùng các bạn tải và cài trải nghiệm thử cái phiên bản mới của Oracle VirtualBox xem như thế nào các bạn nhé. Ok, ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở trình duyệt lên, các bạn vào trang Google và các bạn tìm từ khóa là VirtualBox như thế này. Rồi, các bạn sẽ truy cập vào cái trang chủ của nó là virtualbox.org ha. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào đây. Cái phiên bản mới nhất bây giờ là cái bản các bạn 7.0 các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn vào phần download ở đây này. Rồi nếu như các bạn đang xài Windows thì bạn sẽ chọn là Windows Host để chúng ta tải về nhé. Bấm vào đây. Rồi sau khi tải xong mình bấm vào đây để cài luôn. Rồi bấm Yes. Chúng ta cứ cài bình thường các bạn nhé. Next. Rồi next cái này luôn. Yes. Yes. Install rồi sau khi xong chúng ta nhấn finish cho nó khởi động phần mềm lên luôn. Rồi thì đây chính là giao diện chính của phần mềm Oracle VirtualBox cái phiên bản mới nhất 7.0. bạn ha, chúng ta sẽ có cái logo là cái quả địa cầu thế này khá là mới và đẹp. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nhấn vào New để mình tạo một cái máy mới nhé Ở đây thì mình có đặt tên cho nó, ví dụ mình đặt là Windows 11 đi, dụ vậy. Rồi tiếp tục ở đây thì các bạn có thể là chọn cái chỗ để các bạn lưu cái uh, máy ảo này. Còn không thì các bạn cứ để đường dẫn mặc định của nó đi ha. Rồi, file ISO. Ví dụ ở đây mình sẽ bấm vào đây và mình tìm đến cái file ISO Win 11 mình cài nhá. Ở đây này. Ở đây mình đã có file ISO Win 11 22H2, cái phiên bản mới nhất đây. Open. Rồi, cái này nó tự động nó detect ra này các bạn. Nó đang chọn bản home này, mình sẽ bấm vào đây, ví dụ mình cài bản Pro đi nha. Oh, ở đây nó cho chúng ta chọn cái phiên bản đây luôn các bạn. Rất là tiện lợi ha đây mình sẽ cài bản Pro này, cái này nó sẽ cho chúng ta là cài tự động các bạn nha. ở đây các bạn thấy là nó cho chúng ta chọn này là chắc chắn là cho cài tự động rồi. và đây nó có cái phần là Skip Unattended Installation ở đây á, có nghĩa là cái này nó sẽ bỏ qua cái phần cài tự động này, thì mình sẽ cho nó cài tự động đi nha. rồi nhấn Next. ở đây thì các bạn có thể đặt tên cho cái username này nha, nhưng mà đặt là VM. Rồi cái phần uh, hostname này ấy, mình có thể đặt ví dụ như đặt là uh, W11 chẳng hạn đi. Ví dụ thế này. Rồi cái domain name mình để nguyên này luôn đi. Rồi sau khi xong thì mình sẽ nhấn next ở đây các bạn nha. Cái password này thì các bạn cứ giữ mặc định hết của nó đi. Rồi đến lát nữa cái window nó sẽ yêu cầu ta đổi lại thôi, có gì hết. Rồi nhấn next này. Rồi về cái phần memory này mình sẽ để cho nó là khoảng 8 GB thì các bạn. 8192 nhé nha. Rồi CPU này mình để là 2 Ok Enable EFI đây luôn, sau đó nhấn Next Rồi ổ cứng nó đang để mặc định là 80GB Ok luôn nha Rồi tiếp tục nhấn Next Rồi chúng ta sẽ coi lại một lần nữa ở đây Xem nó đã ok chưa nè Ví dụ như ở đây là mình đang Win 11 này, Đây là cái file cài đặt tự động này các bạn Unattended Install rồi hardware, RAM 8 g này. cài EFI nha. 2 CPU nha, 2 nhân nha. Rồi ổ cứng 80 g, Rồi sau khi xong ta nhấn finish. Đó các bạn nhìn này. Đầy đủ hết ha. Rồi bây giờ à, máy nó đang à, khởi động lên rồi các bạn. Nó đang khởi động lên, chúng ta sẽ chờ nó chạy luôn nhé. Enter này cái giao diện của VirtualBox này ấy, nó gần gần giống như là Hyper-V các bạn nha. Các bạn thấy này, nó tự động nó cài hết nha các bạn nha. Chúng ta chờ thôi. Ok các bạn, nó đã cài xong và đã vào tới Windows một cách rất là tự động luôn. Chúng ta chả cần phải làm gì cả. Chỉ cần bấm nút mở máy và cho nó boot vào cái file ISO. Thế là nó cứ cài thôi. Chúng ta không cần phải làm gì hết. Đã cài xong này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử nhé. Đây, Device Manager này các bạn. Đây, đây các bạn sẽ thấy này. Nó sẽ có phần là Security Device. Bấm đây bạn sẽ thấy nó có cái đun là TPM 2.0 thì cái TPM 2.0 này hồi trước là chỉ có VMware người ta hỗ trợ thôi nhưng mà bây giờ thì VirtualBox người ta đã hỗ trợ rồi để các bạn cả cái Windows 11 nó được dễ dàng hơn đó và các bước thực hiện đấy nó cũng dễ dàng hơn VMware rất là nhiều bên VMware thì bạn phải add cho nó cái module TPM vào nhưng mà bên VirtualBox này bạn thấy là từ lúc ban đầu mình làm giờ mình chả cần phải add gì vô cả nó hoàn toàn tự động hết các bạn nha đó thì để mình coi thử xem nào mình thấy là nó chạy cũng khá là mượt đấy các bạn chạy khá là mượt luôn nó mượt hơn những cái bản cũ hồi trước rất là nhiều nhưng mà cũ hồi trước nó chạy giật lag lắm nhưng mà cái bản này mình cảm thấy là nó chạy rất là mượt luôn bây giờ mình sẽ khởi động mới lại nhé để mình coi thử xem là nó có bắt thay đổi mật khẩu không nào OK các bạn, sau khi mà nó khởi động mới lại xong, nó cũng không bắt chúng ta phải thay đổi mật khẩu luôn. Đó, nó cài cái kiểu này nó còn ngon hơn cả là các bạn tạo cái USB bằng Rufus nữa các bạn, nó cài cực kỳ nhanh luôn, quá là OK ha các bạn ha, đó tuyệt vời vô cùng luôn nè. Vậy là chúng ta đã cài xong cái uh, Windows 11 trên cái VirtualBox này. Bây giờ mình sẽ thử cài cái driver vào cho nó các bạn. Đây, Device, Insert Get này chúng ta sẽ cài cái driver vào để cho nó nhận đủ cái driver của cái máy ảo để cho nó chạy nó được tối ưu nha các bạn nha. Click đúp vào đây. Đây chúng ta sẽ mở cái này ra và các bạn sẽ chạy cái thằng virtual box này. Ví dụ ở đây mình chạy cái bản 64 này đi. Yes nha. Rồi cứ cài bình thường các bạn. Đây nó giống như là cái driver ở bên máy ảo VMware đấy các bạn. OK, khởi động mới lại này. Rồi sau khi mà nó khởi động mới lại xong, chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đây, Device Manager này các bạn. Về phần cật màn hình này, nó sẽ nhận là Virtual Box Graphics Adapter nha. Rồi tiếp tục cái này mình sẽ thử phóng to cái này lên đi, phóng to màn hình lên này. Các bạn thấy không? Phóng to lên nó sẽ rộng hết màn hình này, này. chúng ta xài. Nó rất là OK luôn, ngon lành các bạn ơi. Chạy mượt lắm Đây, mình cảm giác là chạy khá mượt luôn Nó sẽ không mượt bằng VMware các bạn nha à, Cái cảm giác của mình là Mình thấy là nó sẽ không mượt bằng VMware Station đâu Nhưng mà mình thấy là Nó đã mượt hơn cái phiên bản trước rất là nhiều Đây, full screen này các bạn Switch Đấy Nó đã mượt hơn cái phiên bản trước rất là nhiều Nhưng nếu so sánh với lại VMware Station thì nó sẽ Không mượt bằng các bạn nha sau khi mà chúng ta cài xong thì ổ C này sẽ chiếm là, ồ, oh, chiếm có 20GB thôi các bạn, rất ít luôn. Chiếm có 20GB thôi, máy ảo mà chiếm có 20GB thì rất là ít nha các bạn nha. À, ở trên VMware Fusion thì khi mà cài xong, nó chiếm rất là nhiều, mà không hiểu sao bên này nó chiếm rất là ít luôn các bạn. Nó tự đặt tên cho cái ổ C này là Windows luôn các bạn ơi. Hay quá trời hay luôn các bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn các bạn thấy không? tự đặt tên cho ổ C này là Windows luôn chứ không cần chúng ta phải đặt nữa quá đã luôn các bạn ta kiểm tra cái này nha Disk management này đó cũng tạo ra cho chúng ta ba cái phân vùng theo đúng cái chuẩn EFI thế này, này rất là ok luôn các bạn đó rồi nếu mà chúng ta muốn thoát ra khỏi cái màn hình full screen này ấy, thì bạn đưa con trò chuột xuống khúc dưới này này Đấy, nó hiện lên cái menu thế này đúng không các bạn bấm đây cho nhỏ lại này rồi các bạn có thể là Shut down máy bình thường ha Shut down máy như là máy thật chúng ta vậy đó Bấm ra shut down thôi Ok như thế là xong các bạn nha Rất là ngon lành luôn Hello các bạn thì vừa rồi mình và các bạn vừa mới trải nghiệm xong Cái phiên bản mới nhất của Oracle và Box Cái phiên bản 7.0 Thì uh, cảm nhận của mình là Cái phiên bản 7.0 này Nó chạy rất là ngon Và mượt hơn những phiên bản trước rất là nhiều Cộng với lại những tính năng nâng cấp mạnh mẽ Ví dụ như là TPM 2.0 Và cái tính năng mà giúp bạn có thể cài được cái Windows một cách tự động rất là đã luôn Đây là tính năng rất tuyệt vời các bạn thì uh, mình cảm nhận là mặc dù nó đã mượt hơn những phiên bản cũ rất là nhiều nhưng nếu mà so với VMware Station, thì mình vẫn có cái cảm giác là nó không được mượt bằng các bạn ha không biết là máy các bạn sử dụng như thế nào nhưng mình cảm thấy là nó vẫn không được mượt bằng VMware Station các bạn ạ Hy vọng rằng trong những phiên bản tiếp theo Oracle Virtual Box Người ta sẽ cải thiện cho nó ngon hơn các bạn ha Thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo Bye bye các bạn